phường Rau Tươi Mới gia đình Tam Quyến. Và kính thưa toàn thể gia đình Tam Quyến và kính thưa toàn thể các cấp chính quyền xã tại và có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, trước giờ phút này em cháu cùng đến sự dụ mai táng trại hòm Nguyễn Sơn, trước cùng để đến đây chia buồn Rau Tươi Mới gia đình Tam Quyến. Và sau ống chúc được chấp thuận và gia đình Tam Quyến, em cháu sẽ đến đây làm lốt đồng quan. Đó là nghệ thuật chấm phúc ạc trừ tà ma sớp ị phò linh cụ tán an nơi phần màu. Và trước khi em cháu bắt đầu làm lễ đồng quan, thì trong giờ phút này em cháu sẽ có máu toàn thể quý vị nào có thọ tang cho chồng, cha, ông của chúng ta. Thì giờ phút này bà con bác và các chị em chúng ta tang trang quỳnh tề bước vào phía trước lên sàn thấp ngọc nước hương tỏ lòng thành kính để đưa phong linh người bước về nơi an nghỉ cuối cùng. Em cháu cũng xin bao toàn thể quý vị nào nằm trong phạm vi bà con chú bác, bà con cô cậu và bà con gì với ông Quỳnh Văn Cầu thì có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, chúng ta cũng bước vào lên trên tháp một nén hương để đưa tiện người em người anh của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Và em cháu cũng thông báo đó là cùng các cháu ruột gọi bằng bác và các cháu bên vợ gọi bằng dượng, bằng chú, bằng cầu thì có mặt ở trong buổi tang lễ hôm nay. Em cháu cũng xin báo toàn thể quý vị bước vào phía trước lên sàn thấp một nén hương để tiện người bác, người chú, người cậu chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Em cháu cũng thông báo bà con của bác và các anh chị em, bạn bè cũng như của ông Quỳnh Văn Cầu, nếu có mặt ở trong buổi tang lễ hôm nay thì chúng ta hãy tập trung bước vào lên trên thấp một nén hương đưa tiện ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi đúng 12 giờ em cháu vòi lên cầu thì ở đây em cháu xin nhắc toàn thể quý vị chúng ta lưu ý. Và trong khi em cháu bước vào làm lễ đồng quan thì ở đây một là cái trống cầu không còn hoạt động nữa. Và sau khi em cháu làm lễ đồng quan xong thì trống cầu hoạt động lại trống ba để đưa tiện linh cụ của ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Và trước khi em cháu vòi lên cầu thì ở đây em cháu xin nhắc một người đại diện dạy vàng bạc chúng ta đi đầu tiên. Và kế tiếp là cái trống cầu. Và còn thứ ba nữa là cổ lưu hương và ông thầy đào. Và còn phần thứ tư là phần em cháu phò linh cụ tán an nơi phần mộ. Và phần thứ năm là phần toàn thể quý vị chúng ta đưa tiện hại đốt một nén hương hay là cầm một nhánh bông chúng ta đi sau quan tài. Không nên đi trước quan tài chen lắng khi em cháu đang phò linh cụ. Thì bà con cô bác và các anh chị em cũng biết. Và đêm nay thì cũng bằng đêm, có khi bà con cô bác và các anh chị em chen lắng, em cháu không tròn vào được nhiệm vụ thì em cháu cũng không được vui. Thì hôm nay em cháu trước khi làm lễ động quan thì đây em cháu xin nhắc bà con cô bác và các anh chị em chúng ta kiếm một thau nước bông để ngay chiếu trước, đặc biệt là chúng ta đi đường nào phải về đường ấy, không đi tắt về ngang. Còn phần xả tang đưa, phần xả tang đưa như thế này, em cháu xin nhắc toàn thể quý vị chúng ta lưu ý. Xả tang đưa như là sao? Khi bà con cô bác và các anh chị em nào có đi mằng ăn xa không thọ tang được lâu thì chúng ta gặp ngay ban tụng niệm để ban tụng niệm xả tang, chứ chúng ta không đem tang ra ngoài nguyệt, lọt bỏ vào nguyệt gọi là chôn tang, cái đó là không nên. Em cháu xin nhắc toàn thể quý vị chúng ta lưu ý. Và một lần nữa, trước khi dịch vụ mai táng, em cháu đến đây dở ra một góc tường nghệ thuật quýt phần trừ tà ma sát quỷ phò linh cụ tán an nơi phần màu. Nếu em cháu có làm gì bật lòng bà con của bác và các anh chị em xin niềm tình tha thứ bỏ qua cho. Và sau khi em cháu đồng quan và hạ nguyệt xong, bà con các bác và các anh chị em có kề tay góp nhỏ dịch vụ mai táng trại hòm Nguyễn Sơn, em cháu xin ghi nhận lời bà con các bác và các anh chị em rất nhiều. Trước khi em cháu dứt lời, chúc cho toàn thể gia đình Tam Quyến vượt qua nỗi đau thương mất mát và bình tâm lại trong cuộc sống. Chúc cho toàn thể quý vị chúng ta ra về được dồi dào sức khỏe. Này hỡi tất cả bà huynh tứ sĩ, gió ngựa chi phong là bước anh hùng.
dạng dặm xa xôi tôi góp trở về đây. Này các đệ cùng ta xếp lá chiêu môn, bước vào liễu gia trang, thắp một nén hương đưa tiễn người về đời an nghỉ cuối cùng đó. Anh em chúng ta hãy hàng thẳng lối nghiêm cuối đầu. Và còn đây chỉ còn ba nén hương này nữa thôi, thì chút lát nữa đây cổ áo quan của ông sẽ được đưa về trong ba lò đất lòng. Chỉ còn giây phút ngắn ngủi ngày giờ thôi, tất cả giờ mắt chồng con lìa xa, các cháu cũng không còn nghe tiếng nói của ông, và cũng như mong con đoàn tụ ngày nào nay đã dám ông thật rồi. Bước về căn nhà này chỉ còn mẹ già và di ảnh của ông mà thôi, và những mong con đoàn tụ thương thương trọng gói bay như lúc lòng rưng rưng nước mắt tiễn ông đi. Và chỉ còn ba nén hương này, này con cháu xin đê đầu bái bà. Giờ phút này anh em chúng ta bước vào lên trong lạc nhiệm vụ.
Trước khi em cháu vào làm lễ đồng quan thì ở đây em cháu cùng bước vào bên trên. Đó là em cháu có lễ đồng quan 3 lớp. Dạ, lớp thứ nhất là lớp anh Kim Tướng chú. Bấy lâu nay anh chiêu binh bại dọ anh ai trở về đây thì anh tính kiến tình cảnh lâm ly bi đát như thế này. Và hôm nay tướng cướp chân hoành có hạ gục được chúa động ma hoàng và ác đạo Quỳnh Bào để đòi linh cựu hay không? Thì tướng cướp chân hoành nhà ông Bụ Linh Tự Thiền Sư Mách Bạo. Và hôm nay em cháu sẽ dở ra một lớp đường làng quê vắng bóng trà nghệ tự quýnh bóng hoàng trừ tà ma sát quỷ vô linh cựu tán an nơi hoàng hồn.